tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Để không mất thời gian để chúng ta cập nhật cái bản tin mà đầu tiên nhất, chúng ta tiếp tục về bản tin của Ukraine và Nga. Các quý vị cũng biết là cái cuộc khủng bố ở tại Nga mà Nguyên mới vừa chia sẻ, thì Putin lợi dụng thời cơ và bắt đầu tấn công vào Ukraine rất là nhiều. Putin đã tấn công vào những tỉnh thành lớn, đặc biệt là Odessa, Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, nhiều tỉnh thành với hàng chục máy bay không người lái. Con số hiện bây giờ từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay nguyên đếm không có xuể. Hiện bây giờ nhiều nơi tỉnh thành của Ukraine đang bị bế tắc, chìm trong bóng tối vì Nga tấn công và tổn thất về năng lượng. Ngoài năng lượng thì Ukraine cũng bị tổn hại vì cái nơi chứa dầu của Ukraine đang bị bốc cháy một cách dữ dội và đến bây giờ chưa dập tắt. Ngay lập tức hàng loạt những quốc gia trên thế giới đã lên tiếng, trong đó có Pháp, Anh Quốc và Đức đã lên án cái cuộc tấn công của Nga và cho rằng là Nga vẫn tiếp tục tạo ra những khủng bố đến mạng của người dân thường, khi lúc đó cái cuộc khủng bố ở tại Nga chẳng có liên quan gì với đến Ukraine. Ngay lập tức thì Tổng thống Zelensky đã lên tiếng và kêu gọi sự yểm trợ tiếp tục về hệ thống phòng không để có thể bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân Ukraine. Ông ta nói rằng là một hệ thống phòng không có thể bảo vệ hàng ngàn người dân và tài sản của nhân dân. Mong các quý vị yểm trợ. Ngày hôm nay thì cái mai cho Ukraine đó là Anh Quốc. Sau khi cái khủng hoảng mà Nga tấn công thì chắc là Anh Quốc đã chạm đi trái tim. Và cái lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky đã làm cho Anh Quốc đã mũi lòng. Và Anh Quốc đã quyết định viện trợ cho Ukraine 75 triệu đô la, 75,5 triệu đô la để mà mua hệ thống phòng không, để mà yểm trợ cho Ukraine bảo vệ hạ tầng của Ukraine không bị tổn hại với cuộc tấn công như là mưa bão của Nga bây giờ và trong những ngày kế tiếp. Vì Putin đang có ý định đổ lỗi hết cho cuộc khủng bố tại Nga là do Ukraine. Và tin chắc rằng là ông ta không bao giờ bỏ qua cái chuyện này. Dù chúng ta đều biết không phải là thủ phạm vì chẳng có lợi gì cho Ukraine hết. Cái người có lợi trong cái câu chuyện này chỉ là một phần là Nga, một phần là lực lượng khủng bố. Tại sao Nga là người có lợi? Putin có thể lấy cái cớ để chứng minh rằng Ukraine là khủng bố, giống như những gì mà ông ta đã từng nói cách đây 2 năm vừa qua. Trong cái bối cảnh tình hình, Nga đang lấy cái cớ đó mà tấn công, nên là sẽ có những cái tấn công quy mô lớn nữa trong 1-2 ngày tới. Có thể chiều nay, có thể tối nay nè. Bây giờ bên bển là chưa. Có thể chiều nay, tối nay, Nga sẽ tấn công như là vũ bão nữa vào Ukraine. Nên là cái hệ thống phòng không của Anh Quốc viện trợ, mua viện trợ cho Ukraine là kịp lúc. Ngay lập tức thì Ba Lan, Rumani, Slovakia, ba quốc gia láng giềng của Ukraine lo lắng và giúp đỡ Ukraine bằng vấn đề năng lượng. Họ đã quyết định sẽ nối đường dây, chia sẻ năng lượng của họ để mà yểm trợ cho Ukraine. Những cái ngôi làng gần đó, gần Ukraine sẽ được có thể sử dụng điện lực của đất nước của họ để mà yểm trợ một phần cho nhiều tỉnh thành. Bữa nay nhiều tỉnh thành của Ukraine đã chìm trong bóng tối. Thì đây là ba quốc gia, trong đó có Slovakia. Tuy rằng chính trị của Slovakia mà Nguyên mới cập nhật đó, nó phân nửa 50-50, phân nửa ủng hộ Ukraine, phân nửa không ủng hộ. Nhưng họ bởi vì vấn đề nhân đạo nên họ cũng đồng ý cô chú và anh chị em giúp đỡ Ukraine để mà một phần nào đó để cho người dân có ánh sáng. Vì chắc quý vị, cái thời buổi này năm 2024 rồi mà không có điện là hơi bị khổ đó. Nguyên nói thật, tới bây giờ không có điện là khóc. Ngày xưa thì không sao, đốt đèn cầy cũng không sao. Ngày xưa đốt đèn dầu cũng không sao. Ngày xưa cái gì cũng không sao hết. Nhưng bây giờ không có điện là ngồi khóc hết. Vì không có net. Không có điện là không có net. Không sạc pin telephone, hết pin, hết chơi trên mạng xã hội. Không chụp hình, không đăng được. Buồn lắm, thời bây giờ mà cúp điện một cái là ngồi khóc luôn. Ngày xưa thì chẳng sao cả, có điện hay không có điện, con người vẫn sống vui vẻ. Nhưng bây giờ trở thành cái thói quen của con người rồi. Không có điện lực là không thể nào sinh tồn được. Ngày xưa mình còn biết làm lửa, bây giờ có ai biết làm lửa đâu.
Ngày xưa tổ tiên mình còn biết vuốt cây đập đá làm lửa, bây giờ nguyên đố trong diễn đàn chúng ta ai biết bỏ vô gừng mà biết làm lửa mà sống. Chúng ta bây giờ là bị lệ thuộc về công nghệ mà thiếu cái sự điện lực là không sống nổi, không sống nổi. Nên đó là một cái điều mà Nguyên thấy rõ được là trong cái bối cảnh ngày hôm nay Ukraine đang gặp khó và được sự giúp đỡ rất là nhiều đến từ Anh Quốc và ba quốc gia mà Nguyên mới nêu lên. Và bây giờ một bản tin chấn động. Lực lượng giải phóng Nga đã công bố chính thức. Cho Nguyên nhắc là lực lượng giải phóng Nga là lực lượng gì? Đó là những người binh sĩ Nga, người Nga. Nhưng họ không chấp nhận chánh quyền của Putin. Họ cho là Putin đang bẻ đi cái hiến pháp đất nước Nga. Putin đang độc tài, chiếm lãnh lãnh thổ mấy chục năm và không rời khỏi. Putin đang phá hoại đất nước Nga và họ muốn giải phóng, là muốn lật đổ Putin để cho đất nước Nga được tự do dân chủ. Và họ đặt cái tên là Liberty, tự do cho đất nước Nga. Thì cái tổ chức này trong thời gian vừa qua họ đã tấn công vào thành phố Belgrade rất là thành công. Họ đã tạo ra một cái sự tổn thất nặng nề cho Nga và Putin đã nổi cơn điên là trả thù họ bất cứ giá nào, kẻ phản quốc. Thì ngày hôm nay tổng tư lệnh của lữ đoàn kêu là giải phóng đất nước Nga, dịch bằng tiếng Việt, thì ông ta đã nói là chúng ta từ giây phút này chính thức mở một cái mặt trận khác với Putin trên lãnh thổ của Nga. Có nghĩa là từ giây phút này ông ta, tại vì thường xuyên là ông ta chỉ có tấn công một thời gian ngắn rồi lùi binh, tấn công một hai lần rồi lùi binh, bây giờ không. Ông ta mở một cái mặt trận hoàn toàn mới hết. Một cái mặt trận hoàn toàn mới. Và ông ta để bước vào cuộc chiến tranh với Nga. Mặt trận này hơi bị nguy hiểm đó các quý vị. Đó, mặt trận mới hoàn toàn. Thì hiện bây giờ không biết mặt trận mới nó sẽ nằm ở đâu, nhưng mà nó là một cái sự quyết định. Và lữ đoàn của ông ta đang kêu gọi những lữ đoàn khác. Trong khi nhắc cho các quý vị là có 3 lữ đoàn chính. Đó là lữ đoàn giải phóng đất nước Nga, lữ đoàn độc lập Siberia và lữ đoàn độc lập Chechnya. Đó là 3 lữ đoàn này là tuy rằng cái đường lối chính trị họ không có giống nhau, cái quan điểm chính trị không giống nhau, bởi vì họ cùng một kẻ thù, nên là họ đang ngồi gần lại với nhau để mà đối kháng với Putin. Nên là họ mới bắt đầu bắt tay với nhau trong thời gian gần đây. Với cái lý tưởng họ đều khác. Một bên thì muốn Siberia độc lập, một bên thì muốn Chechnya độc lập, còn một bên thì là muốn thay đổi chính phủ. Nên là ba cái lý tưởng nó không giống nhau nhưng cùng một kẻ địch. Nên họ cỡ này mới đoàn kết lại để mà mở ra một cái mặt trận mới với Putin. Ngay lập tức thì khi công bố thì phía bên Nga đã đưa ra một cái lệnh truy nã và bắt tất cả những ai liên quan. Hiện bây giờ có 7 người thân gia đình của những người binh sĩ trong những cái lữ đoàn này đã bị bắt. Putin không bắt được những người cầm súng thì Putin bắt những người ở nhà, ở đất nước Nga, bà con gần, bà con xa, cô cậu gì mở bị bắt. Ít nhất hiện bây giờ là 7 người. Và phía bên tình báo của Nga cáo buộc rằng là những người này có liên quan với cái tổ chức này, có liên quan với cái tổ chức kia. Và 7 người này đều có thể là thủ phạm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Nga và Ukraine. Nguyên đưa bản tin của Mỹ, sau đó Nguyên chuyển sang qua bản tin của Việt Nam. Bản tin của Mỹ, tội nghiệp cho cựu tổng thống Donald Trump, còn 2 ngày nữa thôi, phải tìm ra cho bằng được 500 triệu. Nếu không sẽ mất nhà, mất tài sản, mất công ty, nhiều cái mất lắm. Đó, nên là cựu tổng thống Trump đang làm gáo rút hết tất cả mọi sự việc để có thể tìm được 500 triệu đô la để mà nộp cho phía bên tòa án. Nếu không, tòa án sẽ tịch thu tài sản và sẽ làm cho cựu tổng thống Donald Trump tổn thất nặng nề, cô chú và anh chị em. Theo một nguồn tin chưa xác thực thì cựu tổng thống Donald Trump đã công bố là đã tìm được đủ số tiền để nộp cho tòa án. Thì Nguyên không biết có thật hay không, hiện bây giờ nó vẫn chưa rõ. Nhưng cựu tổng thống Donald Trump đã cho rằng là đã tìm được số tiền rồi, 500 triệu đã tìm được.
Nên là Nguyên cũng không chắc lắm để ngày mai Nguyên khẳng định cái bản tin này để cho nó chắc cú. Chứ bây giờ thì Nguyên không rõ được là cựu Tổng thống Donald Trump đã có tìm được cái nguồn kinh phí để mà lắp vào hay không. Gần đây nhất thì cựu Tổng thống Donald Trump đã mở ra thị trường cổ phiếu, có thể là bán cổ phiếu nó sẽ đem lại một cái lợi nhuận, một số tiền lớn để cho cựu Tổng thống Donald Trump có thể nộp đến tòa án. Trong Nguyên nói rằng là đây là cái cuộc săn phù thủy, mục đích chính của đảng Dân Chủ là để ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại chính trị. Và không bằng hình thức này, họ đánh vào hình thức khác. Họ làm không được thì họ cũng sẽ tạo ra để làm sao trói buộc cựu Tổng thống Donald Trump với thời gian và với tâm trí, để cho cựu Tổng thống Donald Trump chán nản và không quay lại chính trị. Đó là mục đích chính của họ. Họ có thành công hay không? Chúng ta không biết. Bên nào kiên nhẫn, bên nào kiên trì, bên nào lì đòn hơn là bên đó sẽ thắng. Nên là hiện bây giờ cựu Tổng thống Donald Trump vẫn giữ được cái phong độ của mình. Không quá, nguyên kêu là không quá tức giận với những cái lệnh trừng phạt, với những cái sự cáo buộc phi lý. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có những sự việc tương tự như vậy nhắm vào một ông cựu Tổng thống. Khi lúc đó làm việc làm ăn, cái vấn đề mà thế má ông nào giống như ông nấy thôi. Trong Nguyên nói thẳng, Nguyên là người kinh doanh mà, Nguyên nói thẳng sự với các quý vị, kêu ông nào mà minh bạch 100% trong kinh doanh thì Nguyên không tin đâu. Nguyên không tin đâu nha. Nguyên không tin cái điều đó, dù bất cứ ông nào cũng vậy hết. Nên là đối với Nguyên á, đây là cái cuộc mà họ muốn cố tình ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại chính trị mà thôi. Khi lúc đó, tuy rằng với những sự cáo buộc khó khăn về pháp lý thì cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được có những tin vui. Đó là những cái khảo sát được chứng nhận do từ đảng Dân Chủ đến đảng Cộng Hòa tới bây giờ thì người dân ủng hộ rất là nhiều, áp đảo vượt xa bác Joe nhà ta một cái con đường rất là dài. Có nghĩa là về cái khảo sát người ủng hộ thì vượt xa bác Joe nhà ta rất là dài. Bác Joe người ta còn ở xa lắm. Nhưng ngược lại đừng khi dễ bác Joe. Bác Joe ngược lại thì khảo sát không được ủng hộ lòng dân cho lắm. Nhưng ngược lại thì bác Joe được sự giúp đỡ về kinh tế khủng khiếp. Số tiền của bác Joe nó đã vượt qua bác Trump. Bác Joe đi kiếm tiền hay lắm. Không biết tiền ai đầu tư vào, nhưng mà bác Joe được cái sự ủng hộ về kinh phí. Bác Joe có thể nó lấp đầy cái túi để chuẩn bị cho cái bầu cử. Đó, bác Joe không mạnh miệng nhưng ngược lại túi đầy tiền. Đó mới ghê. Khi bác Trump đang mất tiền thì bác Joe đang lấp đầy tiền lại. Số tiền càng ngày càng nhiều. Thì đây cũng là trong một cái biện pháp trong Nguyên nói bầu cử ở Mỹ. Sử dụng tiền cả trăm triệu là chuyện bình thường ha. Ai đi đấu tranh bầu cử của Mỹ có thể không thắng, cũng có thể mất 50 triệu đô la là chuyện rất là bình thường. Mà bác Joe hiện bây giờ có 70 mấy triệu rồi đó. Nguyên không biết ai cho tiền ổng, Nguyên cũng không hiểu. Mà cho tiền nhiều quá, 70 mấy triệu rồi, Nguyên cũng không hiểu ổng luôn, ở đâu mà ổng hay vậy. Cũng hay thiệt chứ không? Mình phải thừa nhận ổng không cần làm gì, bây giờ có 7 mấy triệu bỏ túi rồi đó. Tất nhiên ổng không xài được, ổng không xài cho cá nhân được, không xài trực tiếp được, nhưng vẫn xài gián tiếp được. Nên cô chú anh chị em, nhưng mà bác Joe đã tức là thành công về vấn đề kêu gọi tài chính ủng hộ để chuẩn bị có tiền để mà đi ra ứng cử, cô chú và anh chị em. Ngoài ra thì trong cái cập nhật của bản tin liên quan đến Mỹ nữa, sau đó chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam, là cái bản tin cái tựa đề hấp dẫn mà Nguyên muốn chia sẻ. Ông Mike Johnson, đó là chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ hiện bây giờ. Hiện bây giờ thì người ta vô cùng bất mãn của ổng với những cái hành động của ổng thời gian gần đây. Thứ nhất là cái vấn đề của Ukraine và Nga. Thứ hai là vấn đề mà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng quốc hội của Mỹ, chính phủ của Mỹ có thể phá sản đó. Cái vấn đề tiền bạc lỗ lã không ngừng. Và quốc hội của Mỹ lúc nào cũng đang phải gãy đầu, cứ 3 tháng là phải bỏ phiếu, phải tăng cường nợ công lên để mà bù đắp vào trong cái thâm hụt. Thì với cái sự lãnh đạo của ông Mike Johnson thì bắt đầu đã có đảng Dân Chủ đã bất mãn và có một số đảng Cộng Hòa cũng đã bất mãn. Đặc biệt là bà Taylor Greene, là bà đã lên tiếng kêu gọi chúng ta chuẩn bị
bỏ phiếu để cắt chức ông này đi vì ông này không đủ khả năng lãnh đạo trong một cái bối cảnh đất nước rối beng như bờ như tờ. Thì bây giờ thì không biết là ông Mike Johnson có trụ được lâu hay không. Thì các quý vị cũng nhớ đó, cách đây không lâu là ông McCarthy mới vừa gước đài. Mới vừa gước đây thôi. Ông McCarthy mới vừa gước đài không lâu. Thì bây giờ tới ông Mike Johnson có thể trong thời gian sắp tới cũng có thể bị gớt đài. Cỡ này gớt nhiều quá. Ở bên Việt Nam chúng ta thì bác thưởng. Bên Mỹ thì không biết. Đúng không? Bên Mỹ thì không biết. Nhưng mà cỡ này những nhà chính trị gia dễ bị gớt đài quá. Dễ bị gớt đài quá. À, đó là bản tin liên quan ở tại Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Nguyên đưa tin lẹ vì nó có nhiều tin Hoa Kỳ lặt vặt khác mà Xuân Nguyên mạn phép không đi vào những bản tin đó. Vì cái bản tin ngày hôm nay Nguyên chỉ có muốn nói với một cái sự phân tích. Đầu tiên bản tin của Việt Nam liên quan đến lời phát biểu của phía bên Bộ Ngoại giao liên quan đến Biển Đông. Cô Hằng nhà ta đã lên tiếng rằng là Trung Quốc Phi, tôi đã nói rồi, khu này của tôi, chúng tôi có chủ quyền, chúng tôi có giấy tờ hợp pháp, làm ơn tuân theo luật lệ quốc tế, đừng có giành. Chắc quý vị cũng biết là cỡ này ông Phi và ông Trung Quốc đang có tranh chấp một cách dữ dội, sắp sửa đây, Nguyên cũng sẽ đến Phi, sắp sửa đây ha. Rồi ông Philippines, ông ta đang giành những cái khu vực mà Trung Quốc cũng cho là chủ quyền, mà cái khổ là khu vực đó Việt Nam cũng giành nữa. Nên là chúng ta là tay 3 đó các vị nha, chứ không phải là tay 2 nữa, là tay 3. Nhưng trong thời gian gần đây thì Phi và Trung Quốc đã gửi hạm đội ngư dân đánh cá, đấu đá lẫn nhau, đã có sự gia chạm về vấn đề trên biển cả. Hai bên đã có thưa tụng lẫn nhau, chứ không phải là đơn phương, hai bên đều có. Khi lúc đó Việt Nam vẫn im lặng, không nói gì cả. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời thì cô Hằng cổ đã lên tiếng, tụi bay. Calm down. Cái này là của tao nha. Bỗng nhiên cô Hằng trả lời trước báo chí là Việt Nam phản bác cái sự tranh chấp giữa Trung Quốc và của Phi. Hai tụi bay tranh chấp thôi, bỏ đi, này của tao. Đó, nên là Việt Nam đã đứng lên giành là đây là chủ quyền của mình. Nhưng không có lên tiếng với Trung Quốc bằng tòa án quốc tế hay là Phi. Cũng không có triệu hồi lãnh sự quán gì cả. Bắt cô Hằng chúng ta chỉ có nói cho chúng ta nghe thôi. Nói chung chung là người nhà nói với nhau nghe vậy đó mà. Phi, mấy thằng đó không phải tụi nó đâu, của mình á. Nói chung chung là như vậy. Khi lúc đó tình hình rất là căng thẳng giữa Phi và Trung Quốc đang leo thang ở những hòn đảo mà Việt Nam cũng cho là chủ quyền của mình. Đó, Việt Nam mình bữa này cũng vui lắm. Đó là bản tin nho nhỏ, bữa khác chúng ta bình luận cái bản tin này. Vì bữa nay không phải là chủ đề chính về Biển Đông nên mà mạn phép các quý vị. Chứ bản tin này nó có nhiều cái chi tiết mà rất là hấp dẫn mà chia sẻ với các quý vị. Nhưng tiếc thay là chủ đề của ngày hôm nay là lời phát biểu khác của cô Hằng nữa. Cô Hằng cổ đã phát biểu của Việt Nam chúng tôi bàng hoàng khủng khiếp cái sự khủng bố tại đất nước Nga. Chúng tôi chia buồn với người dân Nga, gia đình nạn nhân. Những kẻ tội phạm sẽ được bị trừng phạt chích đáng. Chúng tôi lên án những cái hành động tàn bạo, vô lương tâm, vô đạo đức của lực lượng đã làm ở tại đất nước Nga. Chia buồn. Thì chia buồn cũng bình thường thôi, các quý vị. Thì một cái chuyện khủng bố đó thì thực tế Nguyên nói nghĩ là không có ai muốn hết. Và cũng không ai ủng hộ bao giờ. Đấy kêu là khủng bố không ai ủng hộ. Dù cả luôn những người Trung Đông họ không ủng hộ. Ở đây thì đạo hồi nhiều lắm. Nói chuyện mà liên quan với đạo hồi mai mốt ra đường nó quýnh Nguyên nữa. Nhờ nói tiếng Việt chứ. Nếu mà nói tiếng Anh hay gì nó nghe nó đụng tới đạo hồi nó nhục nhột rồi nó quýnh mình cha mẹ nhà không ra nữa. Thì cô chú và anh chị em cũng biết là cái vấn đề khủng bố cả luôn người đạo hồi giáo họ cũng không bao giờ ủng hộ cái điều đó. Vì trong kinh thánh, trong Cohen của họ không bao giờ dạy những hành động tàn bạo gì bao giờ. Thì chú anh xem có biết là cái cuộc đó thì mình lén là đúng rồi. Nhưng mà Nguyên ngồi, Nguyên suy nghĩ. Khi lúc đó một cái cuộc khủng bố chết 100 người, 100 mấy người bị thương.
thì Việt Nam chúng ta lên án một cách dữ dội, lên án một cách dữ lắm, làm dữ lắm. Khi lúc đó Putin tạo ra cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ukraine chết cũng khoảng tầm 300-400 ngàn binh sĩ. Bên Nga cũng tương đương như đó. Cộng thêm người dân thường ra cả triệu người. Mà Việt Nam chúng ta chưa bao giờ lên tiếng. Nó ngộ khác với vậy. Khi lúc đó cái hành động mà khủng bố của lực lượng khủng bố đang tạo ra tại trên lãnh thổ của Nga, nó chỉ là một hạt nhỏ, hạt cát so với hành động của Putin đã làm trong 2 năm vừa qua. Làm trong 2 năm vừa qua chỉ là một cái hạt cát so với cái khủng bố bây giờ. Đúng không? Cái hành động khủng bố bây giờ chỉ là hạt cát so với 2 năm vừa qua. Nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa bao giờ dám lên tiếng với Nga và nói về cái vấn đề gì cả. Nhưng ngược lại xảy ra một cuộc khủng bố thì ngay lập tức Việt Nam chúng ta trách móc, lên án, truy nã, bắt cho bằng được, ủng hộ đủ thứ hết. Cái điều đó Nguyên nghĩ tại sao vậy? Khi quả thật nếu chúng ta là người chính nghĩa thì cái gì chúng ta cũng chính nghĩa. Chúng ta sẽ đứng về lẽ phải và công lý. Nhưng ngược lại không. Thấy rõ nét là cái cuộc khủng bố ở tại Nga thì Nguyên cũng lên án đó. Nhưng Nguyên còn lên án hơn cái hành động của Putin. Vì cái hành động của Putin nó còn là chùm khủng bố, là vua khủng bố. Vì đã 1 triệu tính mạng người đã đi bán muối rồi. Với cái cuộc chiến tranh 2 năm vừa qua. Nhưng tại sao Việt Nam chúng ta không? Nên tại sao Nguyên nói là gì đó? Nhiều khi đạo đức giả mạnh lắm các quý vị. Đạo đức thì phải đạo đức cho nó đàng hoàng. Đến nơi đến chốn. Không tu thì thôi, nếu tu thì tu cho nó đàng hoàng. Chớ mà đừng có tu hú, chứ tu bo. Các quý vị tu hú rồi phải không? Việt Nam thì biết tu hú, nhưng mà các quý vị không biết tu bo. Tu bo là bia của Đan Mạch á. Cái chai bia của Đan Mạch nó tên là tu bo. Đó. Nên là lỡ tu thì tu cho nó đàng hoàng, không tu thì thôi, không ai nói gì hết. Anh ăn cái gì cũng được, anh uống cái gì cũng được, anh nói cái gì cũng được. Nhưng anh đã tu thì phải tu cho đến nơi đến chốn. Đã làm người đàng hoàng thì cũng phải làm cho nó đúng cái kiểu người làng đàng hoàng. Chứ bây giờ mà anh cứ làm như vậy thì người ta nhìn anh chỉ có đạo đức giả thôi. Anh lên án một cái cuộc khủng bố mà ngược lại cái hành động của Putin 2 năm vừa qua anh im lặng thì là sao? Người ta nhìn anh, người ta chỉ cười anh thôi. Người ta chỉ cứ cười mình vào mặt mình thôi. Vì cái điều đó là phải hiểu rằng đó là chiến tranh. Không, đó là xâm lược. Chiến tranh là hai quốc gia đánh với nhau, đồng ý với nhau vì một cuộc xung đột nào đó. Đây là cái cuộc đánh bất ngờ vào hừng sáng đất nước Ukraine ngày 24 tây tháng 2. Anh đi xâm lược, anh đi cướp bóc và anh gieo cái đau thương tài sản nhân dân, mười mấy triệu người dân Ukraine phải rời khỏi đất nước. Gần 500.000 người dân Ukraine phải tử vong. Phải tử vong. Anh chưa bao giờ nói một lời. Và anh còn suối Red Bull ủng hộ Nga hết mình. Anh âm thầm sau lưng anh suối dục Red Bull. Đường lối Putin là lẽ đúng. Putin là đại đế. Đó. Nên tại sao Nguyên nói rằng á, cái đất nước Việt Nam chúng ta đó, nó có một cái nhìn nó lạ lắm các quý vị. Nó lạ lắm. Nó không có một cái Nguyên thấy thì là chúng ta hơi bị theo đảng phái, bè phái. Cái gì mà chúng ta thích thì chúng ta vô cùng che lấp nó hoàn toàn hết. Chúng ta im lặng cũng giống như im lặng hoàn toàn. Nhưng khi lúc đó cái sự việc nó rất là nhỏ thì lại chúng ta lại nói to hét lớn, làm dữ dội lắm. Bữa nay các vị phải nghe lời phát biểu của cô Hằng, nói dữ lắm. Nói ôi là nói khủng khiếp thiệt. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của cô Hằng mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ chút xíu bản tin của Việt Nam nữa rồi Nguyên sẽ ngừng chương trình vì Nguyên đi kiếm cái gì lót vô tử đó quá. Thì tới đi đợt này đi du lịch cứ đi khám phá ẩm thực kiểu này không bao giờ thấy ốm được. Mắc ký nó càng ngày nó càng tăng, cái này nó khổ quá. Cái này là phải tập tạ hay cái gì chứ. Chứ phải bưng tạ 40-50 kg hay gì chứ. Bây giờ là cứ đêm khuya rồi nè. Mà cứ bụng cứ đói, vì sáng giờ đã quen được cái gì đâu. Đi dọc đường á, ăn tầm bậy bạ, rồi xong rồi
rồi chạy ăn ăn xong rồi về nhà rồi ơi kiểu này là thế nào cũng là mình dây vào võng địa rồi. Bây giờ cho Nguyên cập nhật chút xíu về bản tin cho cô chú và anh chị em thấy rõ được là trong một cái bối cảnh tình hình thế giới nó đang ở trong một cái giai đoạn căng thẳng thì quốc gia nào cũng đang chạy đua với vũ trang để chuẩn bị cho cái cuộc đệ tam thứ chiến. Từ những quốc gia nhỏ đến những quốc gia lớn, cả luôn Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, và tất cả những quốc gia Nguyên nói Á Châu hay là châu Âu hay là Trung Đông đều chuẩn bị cho một cái cuộc chiến lớn trong những năm kế tiếp. Và hiện bây giờ theo một cái dấu hiệu cho thấy rõ là tất cả những quốc gia cường mạnh đang thu tóm lương thực. Hiện bây giờ phía bên Liên Hiệp Quốc đã lên án cái hành động đang giữ lương thực, tích trữ. Nó sẽ dẫn đến cái sự lạm phát về lương thực trong những năm kế tiếp, đặc biệt là cho những quốc gia nghèo, giống như là châu Phi, cái nền kinh tế thấp. Nó sẽ làm khủng hoảng cái sự đói khát của họ. Nên là hiện bây giờ Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi đừng nên tích trữ, nhưng mà không có ông nào nghe hết. Ông nào cũng sợ có cuộc chiến tranh hết, nên là phần lớn Trung Quốc là nhiều nhất. Trung Quốc hiện bây giờ đang thu mơm mua ngũ cốc, mua đủ thứ hết, mua để dự trữ trong cái kho, để nếu có cuộc chiến tranh thì họ có đủ lương thực để mà có cuộc chiến, để nuôi binh sĩ. Nên là hiện bây giờ nếu cái bối cảnh ngày hôm nay và cứ tiếp tục như thế này thì lạm phát về ngũ cốc lương thực nó sẽ tăng vọt trong những ngày kế tiếp. Cái lý do đơn giản là bởi vì thế giới ngày hôm nay căng thẳng, chiến tranh khắp nơi. Khi vấn đề ở Trung Đông chưa có lặng, vấn đề dưới mén nó vẫn còn, Hamas, Do Thái vẫn còn, Trung Quốc và Đài Loan vẫn còn, ngày hôm nay gần cả 30 chiếc máy bay trên lãnh thổ của Đài Loan. Vấn đề Philippines và Trung Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc với Nga, Nam Hàn và Bắc Hàn, nó thể tế là cái thế giới ngày hôm nay. Những quốc gia Nguyên đều nêu lên cho các quý vị là những quốc gia có tầm ảnh hưởng, chứ chưa Nguyên chưa nhắc là những quốc gia mà ở châu Phi rồi Nam Mỹ là Nguyên bỏ qua một bên đó. Những cái quốc gia Nguyên nêu lên là nếu có chiến tranh nó sẽ tạo ra cái khủng hoảng kinh tế cả toàn cầu, Nguyên mới nêu lên. Chứ còn những cái quốc gia mà ở dưới châu Phi rồi Nam Mỹ thì Nguyên bỏ qua một bên, vì có chiến tranh đi nữa nó cũng không ảnh hưởng đến toàn cầu. Nhưng những quốc gia Nguyên mới vừa nêu lên, thực tế nếu có cuộc chiến nó sẽ tạo ra cái khủng hoảng. Nên cuộc đời nó ngắn ngủi, Nguyên khuyên với cô chú anh chị em là có muốn làm cái gì thì làm đi ha. Cuộc đời không ai biết được ngày mai đâu, cũng giống như cái khủng bố của Nga vậy đó. Người dân đang đi coi ca nhạc một cách vui tươi, họ có biết khủng bố không? Không. Họ đang sống an bình mà, họ đi coi ca nhạc, rồi bỗng nhiên cái bùm, xảy ra một cuộc việc mà không ai biết trước. Nên lý do tại sao cuộc đời ngày hôm nay nó khá là mỏng manh đó, nên là Nguyên cũng không cần bận tâm cái body mình nữa. Nguyên nói thôi, bận tâm làm gì, đúng không? Thôi bây giờ mình ăn cho nó đã đi, ăn cho sướng cái mồm đi. Lỡ ngày mai Putin ổng nhấn nút thì sao? Đó, thôi thì thôi bây giờ mình cứ 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 suy nghĩ là mình phải nhịn ăn, rồi mình phải tập tạ, tập thể thao rồi vô. Nhưng mà đâu có biết được ngày mai nó như thế nào. Đó, nên mà thôi. Đó, nên là quyết định là mình không có cần bận tâm cái điều đó nữa. Mình cứ cứ ăn để cho trải nghiệm được cái sự ẩm thực của đất nước Malaysia. Đó. Nếu mà đợt này mà đi về lại Pháp, mà khi đi á, thì cứ ngồi một ghế thôi là đủ. Mà về mà ngồi hai ghế là mình lời thôi, có gì đâu. Vì mình ngồi hai cái ghế máy bay thì mình cũng trả tiền một ghế thôi, tính ra có lời chứ các quý vị. Đi thì trả một ghế, ngồi một ghế, mà đi bay về thì mua một ghế mà ngồi hai ghế, mình đã lời rồi đó. Mà đặc biệt là phải ngồi chính giữa, chứ ngồi bên cánh nghiêng máy bay người ta khổ lắm. Nên là cái điều đó nó cũng có cái lợi. Không nói giỡn nữa, ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã theo dõi thời sự ngắn của ngày hôm nay. Ngày hôm nay hai chương trình đều ngắn là bởi vì dành thời gian để mà Nguyên đi trải nghiệm ẩm thực, vì đói bụng, chứ không đơn giản như thế, đơn giản vậy thôi. Ngày mai Nguyên sẽ gặp lại, chia sẻ với cô chú anh chị em những cái bản tin thời sự, và Nguyên có thể cập nhật chút xíu đời sống ở tại Mã Lai như thế nào. Bye bye cô chú anh chị em.
Con có thể lặng lẽ nhớ đến mẹ khi đọc một bài thơ. Trong hàng vạn bài thơ viết về mẹ, nhưng sao con không thể con có thể ngồi yên nghĩ đến mẹ khi nghe một bài ca. Trong hàng ngàn bài hát ca ngợi mẹ, nhưng sao con không thể cuộc đời mẹ nổi trôi theo vận nước, như đời người vợ linh tất tạ theo chồng. Bao lần trắng tay, bao lần chạy giặc, một đàn con ngủ nghỉ hư thân. Trăm bài thơ mẹ viết trải dài theo bước mẹ, mẹ không hề than van số kiếp, mà có khi còn thách thức trêu gan. Mẹ ơi, bây giờ không còn mẹ, con mới biết tại sao con không thể. Khi khoảng cách đã trở thành vô tận, khi đền bù đã không còn cần thiết, thì những lời này đã trở thành lễ vật của con. Con có thể lặng thinh quỳ gối cuối nhà thờ đọc một lời kinh, như một người thành tâm siêng năng cầu nguyện. Nhưng sao con không thể con có thể bình an với gia đình bên những cuộc như bao người ước mơ và chờ đợi. Nhưng sao con không thể mẹ dạy con những gì mình quý giá không thể có nếu chỉ xin cho. Mẹ dạy con khi muôn người khốn khó, con phải làm gì cho xứng đáng lương tâm. Trăm bài thơ mẹ viết chưa bao giờ mẹ thiếu niềm tin, mẹ chỉ tiếc nuối không đủ sức làm được gì khi đất nước đau thương. Mẹ chỉ tiếc nuối không đủ sức được một lần nhìn đất nước qua cơn. Mẹ ơi, bây giờ không còn mẹ, con mới biết tại sao con không thể. Đất nước hôm nay còn nhiều dấu bể, và con chỉ còn một lời thề, một lời thề cho mẹ của con. Mẹ ơi,
bây giờ không còn mẹ, con mới biết tại sao con không thể. Con chỉ có lời này, chỉ lời này dành riêng cho con.